Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang đứng ở ngã tư Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo. Ngay đây là chợ Nancy nè. Theo hướng camera thì đây là chợ Nancy ngày xưa. Và lên tàu Nguyễn Văn Cừ để đi đến đường Dương Bá Trạc. Thì hành trình hôm nay chúng ta là đi theo cái con đường Trần Hưng Đạo ha. Để đi hướng về quận Nhất và đi đến cái hẻm 85/7 Trần Đình Xu, để gửi đến anh Hiếu Nguyễn cùng gia đình và các anh chị các bạn xem cho vui nha. Bữa giờ chúng ta đi bên kia đường, hôm nay chúng ta đổi chúng ta đi bên đây đường. Ở đây đường này nhìn qua cái bên kia là khu cầu kho. Rồi, trưa nay thì không nắng lắm, trời mát. Nhưng mà rất là hầm ha, khó chịu. Trời này thì chúng ta ở trong cái phòng máy lạnh thì sướng nhất. Ở đây nhìn qua là cái khách sạn Hoàng Vũ, khách sạn 3 sao nè. Sao Hoàng Vũ kế cái biển hiệu đỏ đỏ Phổ Đình. Nhà hàng BBQ của Nhật đó. Thấy đi thẳng hướng này thì chúng ta cũng đến được cái chợ nhỏ cầu kho luôn. Đây thì có cái nhà xây để rất là lâu, bỏ hoang rất là lâu luôn. Nhà ngay góc hẻm thông ra Nguyễn Trãi nè. Kế bên thì là tổng nha cảnh sát mới xây lại, bây giờ là như là công an thành phố, bộ công an gì đó. Chúng ta đi thẳng cái hẻm này thì đi ra đường Nguyễn Trãi nè. Cái hẻm bán rất là nhiều quần áo đó. Chúng ta nhìn qua đường thì có cái nhà thờ của Đạo Hồi, thánh đường Đạo Hồi màu xanh xanh. Ở trận chợ thì cái đường này là một trong những đường mà có hàng cây lớn và mát nhất. Cái video này thì em cũng nhận lại comment rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp đi, mong cô chú anh chị bạn thông cảm nha. Này cái thánh đường Jamu Irasama Ila Mia, thánh đường Đạo Hồi nên khó đọc, màu xanh xanh này. Rồi kế bên thì dãy nhà ngói này là theo cô chú anh chị comment thì đây là cái tổng nha ngày xưa. Đường Trần Đình Xu ngày xưa là đường Phát Diệm, ở đó có cái nhà thờ cầu kho, hay gọi là hồi xưa là tên nhà thờ Phát Diệm. Em tìm hiểu tài liệu là như vậy, không biết có đúng như vậy hay không. Mong cô chú chị comment để chúng ta cùng hiểu rõ hơn ha.
thì đường Trần Châu thì cuối đường đến cái ngã ba Bến Trương Dương thì có cái món hủ tiếu chay, món chay, cơm chay rồi cà ri chay của cô cũ, nó rất là nổi tiếng ha. Cái trục đường này thì buổi sáng có rất là nhiều người đi bộ tập thể dục ha, người nước ngoài cũng như là người Sài Gòn hay đi cái dãy này. Thì cái dãy này theo cô chú anh chị thì có cái hồi xưa có cái hãng xe là... ta nhìn bên đường thì ngã ba đường Nguyễn Thanh Trân, Nguyễn Thanh Trân đi đến chợ nhỏ Cầu Kho. Đường Nguyễn Cảnh Trân ngày nay thì rất là thông thoáng và sạch sẽ ha, có rất nhiều quán ăn nổi tiếng. Đây có mấy cái cây rất là mát luôn, chị nhìn thấy màu xanh mát chưa? Xe Nissan hồi xưa thì không phải hãng xe này, hồi xưa là nên là BMW, mà trước BMW thì lại có hãng khác nữa. Ở đây thì có cái hẻm để đi vô cái khu dân cư, khu nhà của nhà tập thể của cán bộ. Mình nhìn qua đường thì hẻm số 3 để đi đến chợ nhỏ Cầu Kho. Trong đó cái chợ thì nhỏ nhưng mà rất là nhiều đường, đường hẻm vuông vuông hình chữ nhật, có hẻm bàn cờ trong đó. Kế bên thì có cái nhà hàng Đen, nhà hàng bảo quan rất là lâu năm rồi. Rồi kế đến thì là hẻm số 4. Bởi giờ chúng ta đi bên kia đường, hôm nay chúng ta sẽ đi bên đây đường ha, để nhìn bên kia rõ hơn. Hy vọng là khơi gợi được cái gì đó hình ảnh quê nhà của cô chú anh chị. Kế đến thì có xưởng gỗ Vĩnh Hiệp, nhưng mà bây giờ người ta đóng cửa rồi. Cái xưởng gỗ nằm kế bên cái tòa nhà Nevada nè, kế bên nhà rất là lớn nè, nhưng mà không biết đang kêu bán hay đang cho thuê gì đó, thấy để lâu lắm rồi. Hồi xưa thì em thấy còn có gỗ hoạt động, nhưng mà bây giờ bảo quan cũng hơn 10 năm nay. Chúng ta đi qua cái hẻm đó rồi, cái hẻm vừa qua đây, hẻm phía sau đây. Đây là sở cứu quả, ở đây thì mới được xây lại rất là lớn luôn. Ở phía sau này có cái hồ bơi, hiện ta đi tới tí nữa thì có trường Trần Hưng Đạo. Thì ngày xưa trường này có tên là trường Cầu Kho. Camera đi quay vòng chơi. Đây là cách nó qua đây hả? Đúng rồi, đây nó tại nó không có màn hình. Mình quay vòng đây. Dạ. Thì cái cục hiện mua nhiêu rồi? Mấy triệu. Giờ nó còn có 11. Nó quay đẹp. Lấy nhiều người cầm.
thì nhiều loại lắm. Cái hiệu này thì mỗi hiệu nó một giá. Cảm ơn. Hình đó nó mắt mình cầm cái gì, camera gì kỳ kỳ nhìn ngộ ngộ. Đây là trường trường Cầu Kho năm xưa, bây giờ là trường tiểu học Trần Hưng Đạo, một trong những ngôi trường của mà cô chú đã từng học ha. Theo được biết thì chú Tony cũng học trường này đúng không nè. Chúng ta nhìn lại ngôi trường xưa của mình nha. Nhìn cái CEE này nhớ thời Pháp, chu điện. Trụ điện CEE. Giờ thì buổi trưa thì các em nhỏ vô học rồi. À, chúng ta đến cái ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Đình Xu. Thì mình quẹo trái tí xíu nữa là mình sẽ đến cái hẻm 85 để đi đến căn nhà số 7 ha. Chúng ta đứng ngay ngã tư, nhìn bên đây là đi về hướng này thì Trần Đình Xu để đi về bến Trương Dương. Cái chung cư hồi xưa đây tới đây ngã ba Cao Bá Nhạ ha. Theo hướng này chúng ta đến đường Võ Tánh cũng như là đường Nguyễn Trãi ngày nay, đường Cao Bá Nhạ đây. Đường này thì ngắn thôi chút xíu à, cũng còn mấy căn nhà xưa xưa chỗ này, chắc những hình ảnh này như ngày xưa rồi ha, những nhà ton ton dách ton. Đây là cũng là cái cổng trường Trần Hưng Đạo luôn nè, cổng này cổng phụ, cổng chính nó nằm mặt đường Trần Hưng Đạo. Không biết ngày xưa phải là cổng này là cổng chính hay không, chắc là ngày xưa cổng này là cổng chính đó. Đó, ta nhìn vô khuôn viên trường đó. Do hồi đó tên là Cầu Kho nên thì cổng này có lẽ là cổng chính đó. Bây giờ đổi thành trường Hưng Đạo, Trần Hưng Đạo thì nằm ở mặt đường Trần Hưng Đạo đó. Theo thiết kế này là cổng chính đó. Đối diện trường thì có cái nhà cũng xưa xưa nè, kiến trúc cũ, kiến trúc thời Pháp. Nhìn bên kia đường thì có cái chỗ bán kem nhiệt đới rất là lâu năm rồi đó, 116 Trần Đình Xu. Đối diện kem thì là cái hẻm ha, hẻm 85. Thì nó nổi tiếng cái món chuối, chuối nếp nướng ở xích đằng kia. Đây, hẻm 85. Chúng ta đi vào hẻm 85 nha. Xẹt 7 thì bên tay trái ha.
qua sườn mỹ rồi, nó quay lại thôi. 15 nhà lòi ra đây là xịt 1 ha. Ngôi nhà đó nhìn kiến trúc thì chưa xây lại vẫn như vậy, nên mình nhìn thấy không có bị thụt vô. Chúng ta nhìn lại một lần nữa nha. Rồi chắc trong kết thúc cái chương trình đi tới hẻm 85 xịt 7 Trần Đình Xu, xin gửi đến anh Hiếu Nguyễn cũng như số cô chú anh chị bạn ở xa mình cùng nhìn lại ha. Thì do là có người ngồi đó mình cũng không tiện đứng mình quay với lại cái hẻm nhỏ nữa, nên camera lia không lên đến mái nhà được. Ta nhìn hẻm rất là vắng ha, hẻm rất lớn nữa. Cái mặt hẻm thì lớn thôi, nhưng mà cái không gian ở trên thì nó hẹp lại do phía sau lúc sau này họ phóng lớn hẻm. Rồi xin chào và hẹn gặp lại số hình ảnh gửi đến cô chú anh chị. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ và nhiều sức khỏe. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của cô chú anh chị để nội dung ngày càng phong phú hơn ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.